Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Easter 100 độ hoàn hảo từng chi tiết với dàn đồ chơi cực kỳ hiếm. Cái con Easter 100 bốn số bên dưới đây thuộc cái đời là 2008, con tự động đang cực kỳ có giá trị hiện nay. Bằng độ rất là tinh tế, ý tưởng riêng biệt của mình, một cái chàng trai ở Tân Phú, Sài Gòn đã cho ra đời một bản độ lung linh bằng những món đồ chơi không quá mất tiền nhưng là cái độ hiếm rất cao, đòi hỏi thời gian săn tìm. Chiếc xe được khoét cho mình bộ tem đấu, thực hiện chế phong cách ghép từng mảng tem nhỏ, sau đó phủ thêm một cái lớp keo trong bên ngoài để giữ tuổi thọ của đề can trông lâu chập bền với thời gian hơn. Song song cùng với bộ tem này là rất nhiều chi tiết đồ chơi nho nhỏ được chủ xe tân trang cho cái chiếc xe yêu của mình. Đập vào mắt tôi đầu tiên là cái phần đồng hồ Casio, chiếc thiết kế bên ngoài vừa y cái phần bờ cổ của chiếc xe nhỏ nên không cần phải chế cháo lại bất kỳ chi tiết nào. Về cái phần dây điện thì phải minh lại vài sợi dây nhỏ nhỏ để đồng hồ có thể hoạt động hết cái chức năng. Ngoài ra ta còn thấy một sự đòi hỏi cái màn hình nền màu không qua 7 màu sắc cơ bản mặc định trong cái đồng hồ. Chủ xe cũng đã một tay chơi thích cái sự gọn gàng nên đã chọn cái kính gù CNC bên cái chân CNC cùng với chế xây 360 độ để làm cái kính hậu cho cái chiếc xe yêu của mình. Không quá vướng víu và kính có thể là xếp vào trong, không bị cạ chày khi gửi xe qua cái vị trí là quá nhỏ. Cái cụm công tắc NBS đã được minh lại phần dây để dụng chất ít xe nhỏ. Chó đen được Quiz tích hợp thêm một cái dải LED trắng bên dưới sẽ là một cái điểm nhấn ấn tượng cho chiếc xe khi mở cái đờ mi di chuyển trong đêm. Sử dụng ống LED 6 tim bên trong để tăng cường cái độ sáng cho cái chiếc xe trong những cái chuyến hành trình đi vượt khám phá những vùng bất mới lạ mà chủ nhân nó chưa đi qua. Bản độ còn dọn trên mình cái cụm của Race Boy phiên bản mới nhất hiện nay để nhiệm vụ là lực phanh ở bên trước của xe. Trang trí bằng các chi tiết ốc ri năm, trong đó còn có con Titan hình ngôi sao, là một cái sản phẩm cực kỳ độc quyền tại một cái shop có tiếng ở đất Sài Gòn. Kích thước là quá lớn của cái tay là một cái nhược điểm khiến chủ xe phải khoét rộng phần dàn áo để không bị cả cứng khi bóp vào. Bao tay Barracuda dùng cho được rất nhiều cái dòng xe từ phổ thông cho đến phân khối lớn, kết hợp cùng với cặp cù dẹp Titan là một cốt combo rất hoàn hảo. Cốp ảnh cũng rất quen thuộc, cái cụm tăng Domino đi kèm cùng với hai ống ga CNC đỏ để rút ngắn hành trình ga cho con chiến mã đề bàn nhanh hơn so với dùng cái cụm thường. Ta có thể lắp vừa với rất nhiều cái dòng xe từ tay ga cho đến xe con tay. Khi nhà nhà người người dùng cây trợ lực Magic Hollin thì ta thấy là quá thông dụng. Ở đây chủ nhân đã săn tìm được cây trợ lực Magic là siêu hiếm với sự kết hợp đỏ trắng tạo ra cái sự lạ mắt cho người xem, với 15 nấc chỉnh nặng nhẹ giúp cho phần đầu xe ổn định hơn cho độ cao. Nhìn xuống cái dàn chân trước là cả một cố combo cực khủng, góc ảnh quen thuộc chi dầu Gaffer kết nối cùng heo dầu Rainbow logo nhỏ một bit, một bên được đặt làm phát CNC riêng cho cái Easter nhỏ đi cùng với cái size đĩa là 260mm. Ngoài ra sẽ còn đang hữu một cái đĩa Gaffer chính hãng được cố định vào cái mâm Gaffer thông qua 4 chốt khi nằm. Combo Titan là một cái điểm nhấn không thể thiếu hiện nay trên những cái dòng xe phổ thông. Ngoài cái độ đẹp với khả năng là chống hàng rỉ cũng cực kỳ cao, từng mối hàng cũng được xử lý và lên màu cũng rất đẹp, tạo một cảm giác chắc chắn cho người dùng. Full toàn bộ cái lốc máy thì nằm, nhìn mình thấy còn nắp thêm cái lốc nhớt Race Boy, một món đồ chơi là siêu hiếm dành cho Easter nhỏ mà hiện nay rất nhiều tay chơi săn tìm mà không có được. Chiếc xe được lên phanh đĩa sau, chủ nhân dụng là cái phát CNC chính hãng của Race Boy để bắt cái bề đạp Rainbow nằm ngang mà không cần phải chế cháo hay là cắt hàng gì cả. Sử dụng cái ống dầu đỏ trong suốt để kết nối vào cái bình dầu Race Boy. Cận cảnh hơn, hệ thống phanh đĩa sau chỉ có combo hủy diệt kết hợp cùng heo dầu Rainbow logo nhỏ 2 bit xứng với dầu Hells cùng cái đĩa Gaffer với kích thước là 220mm. Dùng cái size đĩa này sẽ cho cái phần chân sẽ cho cân xứng hơn giữa heo và đĩa hơn, là hai không sợ bị heo cạ vào cái mâm hoặc là phải làm thêm cái thất lòng cũng rất là phức tạp. Hệ thống chia sẻ dụng cái phục Race Boy bình dầu rời, xây cái bình dầu về phía sau xuống dưới theo cái đuôi xe đẹp hơn. Theo chia sẻ của anh Khoa là chủ nhân của con chiến mã này thì anh ta dụng là cái bục sim của Easter nhỏ của cái chiếc Easter 110 để lắp
cho phần đuôi xe cao hơn và hành trình ti cũng dài hơn, chịu lực cũng tốt hơn. Nói thêm về cái phần diện mạo bên thì ta còn thấy con chiến mã sử dụng cái dè trước được cắt ngắn của những tay chơi là XR của Thái Lan, nhìn cũng rất gọn gàng, có cả rất nhiều chai cắt nước CNC bên trong được tạo một cái điểm nhấn bằng logo Rainbow ở giữa. Chàn chân dùng cái mâm JS bạc chính hãng của Yamaha, và ở góc này thấy các bạn có thể xe đã được trang bị full ốc Titan Rinam toàn thân trên tất cả những chi tiết từ dàn áo cho đến những món đồ chơi dù là nhỏ nhất. Hiện tại thì chiếc xe đã về zin hết tất cả những món đồ chơi để dọn lại là một cái version mới của những góc ảnh vừa bị thực hiện được vài ngày trước khi chủ xe đã hạ zin. Cùng chúng tôi hãy chờ đợi một cái version đẹp hơn, lạ hơn từ chàng trai có tiếng ở đất Sài Gòn, một tình yêu cực lớn đối với Xtra nhỏ. Honda Quay, độ khó đồ chơi hàng hiệu phô diễn qua góc ảnh phơi sáng. Sau hơn 15 năm có mặt ở thị trường Việt Nam thì cái chiếc Honda Quay đã lấy được rất nhiều tình cảm người chơi ở Việt Nam. Bằng chứng là đến thời điểm hiện tại có rất nhiều con quay Alpha đời cũ vẫn được săn tìm nhiều nơi và giá thành cũng là tương đối khá cao so với những mẫu xe khác ở trên thị trường. Khoác trên mình một dàn áo bạc lịch lãm thể thao, chủ xe còn tinh tế tạo điểm nhấn màu sắc cho con chiến mã của mình bằng dàn chân mang cái màu vàng gần gũi. Trang bị chó đèn là hai bóng, món đồ chơi chính hãng được nhập khẩu từ Thái Lan, được rất nhiều anh em chơi quay Alpha là ưa chuộng. Và trong nhiều năm qua, ngoài cái đẹp ẩm tiềm ẩn từ dòng sản phẩm này, cho ánh sáng là tốt hơn nhờ vào cặp bóng halogen. Cái phần bình dầu Dixin tạo một kiểu dáng là phá cách, tẩy đi cái phần là nắm bình và được cố định bằng hai ốc kiểu cái màu xanh, và chân kính được che đậy bằng một chiếc ốc bột tì đi kèm một cái chụp cao su chống bị tháo chậm khi gửi xe. Trang bị tay thắng CIC tích hợp là 6 cấp tăng đường và tạo cái điều kiện phù hợp với kích thước tay sử dụng khi đeo cái bao tay. Và trên thân tay thắng còn có trang một rãnh nhỏ giúp cho luồng gió qua vô cùng là kiểu học. Tay thắng này phải đi kèm một cái bản lề CNC nên có dụng được là đa dạng khi dòng xe, chỉ còn chọn đúng cái bản lề thích hợp. Trang bị cho lực kẹp cổ làm nhiệm vụ giữ vững đầu xe chống tình trạng xe lắc và độ cao. Vì đây là món đồ chơi chế thêm nên người thợ phải canh chỉnh vô cùng vất vả, vừa đảm nhận được khả năng vận hành còn phải nhìn sao cho thẩm mỹ nhất. Vì có nhiều chiếc xe không thiên về mặt tốc độ quá nhiều nhưng vẫn muốn lắp cái trợ lực để làm kiểm. Nhìn xuống gian chân trước thấy được cái sự cơ bắp trong từng chi tiết. Quay heo của dầu Nissin Hybrid được rất nhiều dòng xe ưa chuộng hiện nay, kèm đó là cái đĩa gaffer ở trước cùng thất lòng CC và vài chiếc ốc kiểu trắng. Chỉ dùng cái niềm nhôm SL vàng cái chữ đỏ, niềm này khá hiếm ở Việt Nam, rất khó tìm. Sản phẩm này có mức giá thành cũng rất cao nhưng bù lại người chơi xe được trải nghiệm một cái sản phẩm là khá đẹp, bao cứng cáp và trọng lượng rất nhẹ hơn so với sản phẩm khác đang có ở trên thị trường. Sử dụng cái bột Cordin có tổng chiều dài là 330mm, sử dụng được cho những dòng rim và phụ trợ mà không lo bị hụt cái chiều cao của xe. Cái độ nhúng và độ nảy của phuộc là hoàn toàn là kiểm soát chứ không nảy một cách theo quán tính và đàn hồi của lò xo như những lò phuộc khác, tạo một cái khoảng thoải mái cho người điều khiển xe. Phơi sáng em trai bên một cái góc đường thần khi thành phố về đêm. Cảm ơn bạn, dạp này là cái tip, nhớ like, share, subscribe.